Hiện nay, việc lạm dụng phân vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật ngoài việc gây ô nhiễm môi trường còn làm giảm chất lượng các sản phẩm từ cây trồng. Muốn tiến tới một nền công nghiệp xanh, sạch và bền vững thì việc sử dụng các loại phân bón vi sinh, các chế phẩm sinh học đang là một hướng đi mới để tăng năng suất và chất lượng của cây trồng. Hiện nay, tại khu vực Tây Nguyên cũng như nhiều địa bàn khác trên cả nước, khi canh tác các loại cây công nghiệp ngắn ngày và lâu năm như cà phê, cao su, hồ tiêu, bà con đã gặp phải rất nhiều khó khăn về các loại dịch bệnh như nấm mắt cua, nấm hồng, rỉ sắt, thối rễ. Những bệnh này làm cho cây phát triển kém, dẫn tới dụng quả, năng suất bị suy giảm. Cây cao su và hồ tiêu cũng mắc các bệnh tương tự, gây ảnh hưởng rất lớn tới năng suất cây trồng. Để khắc phục những bệnh này, trước đây bà con vẫn chỉ dùng thuốc hóa học là chính. Thuốc hóa học có một ưu điểm là tác dụng nhanh nhưng không bền, giá cả lại đắt. Do vậy, chi phí sản xuất của bà con sẽ bị tăng cao. Ngoài ra, thuốc còn gây ô nhiễm môi trường và độc hại đối với con người. Chính vì vậy, hiện nay việc sử dụng các chế phẩm sinh học đang là một giải pháp tối ưu giúp cho cây trồng phát triển khỏe mạnh. Tôi là Ngô Văn Thạch ở xã Phi Liêng, thôn Bấm Lé. Tôi cũng dùng chế phẩm sinh học này cũng được năm nay, mà cả tôi là năm nay là năm thứ ba, thì tôi thấy thế này là cũng hiệu quả và rất là tốt, là hiệu nghiệm. Thấy cái lá này nó dày hơn và bóng hơn, quả thì thấy nó da bóng hơn, mỡ hơn mà mau lớn phát triển, cái quả cái nhân nó đều mau lớn. Nói chung là thấy được hơn các cái sản phẩm khác, mà nó chung là thấy hiệu quả, chống đụng trái mà nó cây thì tốt nhanh và cành thì vươn dài. Nói chung là vườn thì thấy như này là tôi thấy yên tâm và thấy hiệu quả. Khi sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái, lá xanh, dày, phân cảnh tốt, cây hầu như không bị sâu bệnh gây hại nên không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Khi không sử dụng, cây phát triển kém, sâu bệnh nhiều, đặc biệt là bệnh nấm hồng và rỉ sắt. Đối với tỷ lệ dụng quả, khi sử dụng chế phẩm vườn sinh thái, tỷ lệ dụng quả 5%. Khi không sử dụng, cây có thể dụng quả từ 25-35%. Đối với chi phí thuốc bảo vệ thực vật, khi sử dụng vườn sinh thái, bà con gần như không phải sử dụng. Khi không sử dụng vườn sinh thái, về chi phí thuốc bảo vệ thực vật, bà con cần phải sử dụng 9 triệu đồng trên 1 hecta trên 1 năm. Như vậy, tổng chi phí vật tư khi sử dụng vườn sinh thái, bà con chỉ tốn 7,4 triệu đồng trên 1 hecta 1 năm, trong khi không sử dụng, bà con cần 9 triệu đồng trên 1 hecta 1 năm. Do vậy đã giảm được chi phí 17,33%. Về năng suất, khi sử dụng vườn sinh thái, bà con đã đạt 10 tấn trên 1 hecta, trong khi không sử dụng, bà con chỉ đạt 8 tấn trên 1 hecta. Do vậy, lợi nhuận đã tăng 24,55%. Tôi tên là Phạm Thị Mơ, sống ở tại thôn Bắp Lé, xã Viên Liên, huyện Nam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Tôi đã dùng chế phẩm sinh học này đã được gần một năm. Này, trong khi sử dụng thì thấy cà trái to, mọc mọng trái, mà lá dày, mà đẹp. Về phương pháp sử dụng đối với cây cà phê, bà con cần phun 2 lọ một đợt, phun 6 đợt một năm, tưới gốc một đợt với liều lượng 5ml trên một gốc. Mỗi đợt, bà con phun cách nhau từ 20 đến 25 ngày. Tôi Phạm An Toán, địa chỉ Bốp Né, Phi Niêng, Nam Rông, Lâm Đồng. Hiện tại cái vườn cà phê của tôi thì tôi đã dùng chế học sinh phẩm sinh thái được một năm nay. Tôi thấy cây phát triển rất tốt, trái nhiều, đọt cũng vẫn vươn dài. Nếu như năm nay thu thì sang năm vườn theo cái vườn này mà dùng cái chế học sinh thái này thì nó còn phát triển hơn nữa. Xin cảm ơn nhà sản xuất và có thể sản xuất ra nhiều cái loại thuốc dùng cho cây cà phê tốt hơn nữa, để cho người nông dân chúng tôi có thể đổi đời về cây cà phê này. Xin cảm ơn nhà sản xuất. Okay. Quá tuyệt vời.